Thank you.
vẫn đang quay. Ông ngồi vào trong ghế đây đi để cháu bắt. Hot đấy. U nhau để cho nó u nhau. Ừ. Đấy. Quay đây thu đi. U đấy. Đi vào, đi vào, ông đi vào. Đấy, con này này, con rất là thuần đấy. Náo làng đấy. Bán luôn đến con lồng tròn bây giờ. Okay. Bây giờ ông mang luôn con lồng tròn để gửi xuống Bixi Nam Định. Đấy. Điền TV. Đấy này, cần này là chuyên môn để vọt kim đây này. Thôi thì đừng cầm nó dơ, úp xuống nó sợ. Báo cáo với các bác là em ghi cái video này làm kỷ niệm để chia tay em chim lồng tròn cửa con rồng đây. Đó. Các bác thừa biết là em cũng rất quý nó, nhưng mà gặp một người yêu thích nó, em cũng sẽ phải tạm chia tay nó. Ông vào đây, ông quay cho cháu gái, tại vì khách hàng người ta yêu cầu phải thực hiện quay đúng lồng sang hộp dán tem trước khi gửi. Ông vào đây. Ông cứ đi vào đây. Tôi phải cho vào trong cái màn chỗ mà vợ chồng ngủ ấy để cho nó khỏi bị xù lông chim. Đi vào đây ông Sang ơi. Cứ đi cả dép vào, lịch sự quá. Lau biết cái này ai dám đi cả dép vào. Đây, ông cứ đứng ở đây, ông quay, đứng quay đây, đừng bấm vào cái gì cả. Đấy, thế thôi, cứ cầm bình thường, đừng rơi vỡ là được. Đấy, thế đấy nhá. Làm sao được. Dí vào chim thì đừng dí vào cháu. Cháu có một cái chim thì dí mãi. Chim chim cò cò. Đi đây. Thành điệu à? Không, cứ dí vào con chim thôi, dí vào để cháu tí nữa cháu vào mắt ra. Con chim nó ký là kín mẹ hết lông rồi. À, cái vải á. Cái vải kín. Ông bấm vào đâu mà kín? Đây, tôi cũng đã bấm nhưng mà cái tùm... À, rồi, thế là được rồi. Thế là được rồi. Thế nào ai biết? Kinh nhỉ. Đây, giới thiệu với các bác, đây là cái lỗ của cái hộp giấy được dập đặt 4 lỗ. Và đây là cái cửa. Cái cửa này thì mình sẽ phải dán tem, dán tan lên phong vào. Đó. Và đây là cái thông tin. Mình không muốn nói cái số tiền con chim này, nhưng mà mình chỉ nói là rất là nhiều về bảo vệ. Đó. Sao thế nhỉ? Ok. Rồi, đây là gì đây? 0522600654. Đây là Big C Nam Định. Đó. Mình sẽ gửi theo cái chủ nhân là như vậy. Và đây là trước khi gửi thì mình sẽ đóng cái này ở ra cái tuyến ở xe 74. Và nó sẽ gửi xuống văn phòng là đồng chí Khương. 0942089769. Và nhớ ok. Từ từ, chưa xong. Chưa xong, phải để nguyên đấy. Con chim này sẽ từ từ. Chim này đẹp tuyệt vời rồi. Ông không cần thiết bình luận để cháu. Đấy. Đây này. Phân chim nó ra đây, xong rồi lau rửa.
ngủ mẹ cái cùng trong màn với chủ mà quê đi nhỉ. Cho nó ra thế nó không bị chuột Đấy, chít. rất là bảo Đấy, quản đấy. bạn thấy chưa? Nó ra. Đó, mình sẽ làm như thế thì nó sẽ không bị tụt lông một chi. Đấy, các bạn thấy là tôi rất cẩn thận. Ông này về với chủ mới nhé. Về Về chủ chủ mới mới nhé. nhé. Mang lại niềm vui cho họ. Anh em vui cho chủ mới Đây nhé. là con chim cưng thứ hai trong nhà mình các bạn ạ. Đó, trước khi gửi đi là mình cho nó ăn uống đàng hoàng. Mà các bạn thấy là đi, bộ cườm của nó rất là sầm sổ. Con chim này có âm đồng và rất là ok. Chân thì kiểm tra móng này, tôi thực hiện nó phải công khai minh bạch, móng không tật lỗi gì một cái móng nào cả đấy các bạn, nếu các bạn để ý kỹ thì biết đấy. Và con chim này vì nó quý giá là tôi cũng không muốn cho nó ra cái lồng, tại vì con chim này tôi đã tập duyệt cho nó vào những cái hộp là đã nhiều lần rồi, về thả phát là gáy luôn thuần đấy. Ông ngồi xuống quay vào cái này, ngồi hẳn xuống quay vào cái cửa cửa này đấy, đúng rồi, nhìn rõ màn hình thế. Mày về với chủ mới nhá, tao không giết mổ không gì cả, chuyển cho mày về mấy người chơi yêu thích mày. Ok, đợi tí Ok đã, đợi tí để cháu ra cháu lấy băng dính vào là để cái tem nắm ấy lắm, nắm thủ tục lắm. Ông cứ quay vào đấy đừng đi đâu cả. Đây là cái cách mà tôi vẫn thường làm. Các bạn thân mến là mỗi một cái này là ứng với một con chim. Và như các bạn biết là tôi sẽ dán thế này vào đây. Ông ngồi sát xuống, ngồi sát xuống. Đó, tôi dán rất cẩn thận. Các bạn nên nhớ là những cái hộp sữa, hộp này là tôi lấy ở trên quê hương Ba Vì, tôi không có một cái sử dụng cái hộp cũ nào cả, tất cả đều nguyên cái băng dính. Ngồi cứ ngồi xuống. Và đây là gì? Tôi sẽ có cái bảo hành, cái có bình thường không phải cái dí vào giữa cái tầm này. Đấy. Trên cái này các bạn thấy là gì? Nó ghi rõ là chim cu gáy hay vườn chim cu gáy Bắc Bộ, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 0163 5305 982 và 0989 177 982. Đây là cái thương hiệu của Thao và đây là một cái cách mình làm như này. Mình sẽ dán quay sát lại cho nó nét. Xuống nữa. Đấy, thế đấy. Đâu ok được rồi, đứng nguyên thế. Và mình sẽ dán như thế này. Thì vậy vị chi là khi con chim này nó rất là trị giá. Khi các bạn nhận thì các bạn cố gắng là kiểm tra cho mình cái tem này. Bởi vì băng dính mà dán vào giấy á thì nó cũng sẽ là đã là liền rồi. Nếu như mà các bạn có cái dấu hiệu gì bất thường thì các bạn sẽ phải có ý kiến luôn. Đó. Và rất là cẩn thận, tôi sẽ phải dán như thế này. Đó. Tôi sẽ phải dán rất là cẩn thận cho các bác. Đó. Cái này thì tôi sẽ dán ở phần này thôi. Tôi sẽ dán ở phần này. Để cho văn phòng ở dưới họ sẽ nhận ở cái bước 1 và họ sẽ lật cái này ra để họ nhìn cái địa chỉ ở Bixi Nam Định ở bước 2. Ok, cảm ơn ông cầm cái này đi. Ông cầm cả cái tiền đi, ông đi ra ngoài đi. Đó. May may quá có ông quay, bình thường cháu có một mình cứ chim cò chả quay. Nhớ báo số nhá, với sắp phố cho đồng chí Cương. Đơn hàng này rất quan trọng, báo chính xác số vì nó con chim rất hay, rất là nhiều tiền. Ông đặt cái đấy xuống đi ông. Báo số cứ cái ra gửi 74 là phải phải lắm đấy, số của thằng 74, số xe thằng 74 nhá.
Ông là lúc là nó lằng ngoằng tiền bạc chim cò là không được. Phải nhìn cố gắng gửi xe nào quen là cần mọi hôm là tốt nhất. Đợi quen thì tốt nhất. Không phải đợi, xe 74 thì nó gửi mãi đâu, chả có vấn đề đâu. Mình nó biết thừa mình. Nhìn thấy con dấu này nó biết là của mình rồi. Mình làm ăn lâu mãi rồi nó biết. Còn lại ông cứ làm lên cái số biển số xe và số điện thoại. Tìm này. Gọi thì sáng sớm lúc 6 giờ ông gọi lừa buổi thì mình cứ chiều khách mình lại phải đấy. Mình cứ lại phải đi. Để chiều thì sợ về Nam Định tối quá. Người ta mua con chim nó đang hào hứng, ông đi đi, đi luôn đi. Ở cái đơn ban nãy đi đấy là ở dưới báo là nó sắp nhận được rồi đấy. Nó chỉ gần tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi là nhận được cơ mà. Thế là một em đồng đã ra đi. Ngày hôm nay ông đi mấy quốc rồi ông ơi? Ông chở chim cho cháu mấy quốc rồi? Ôi trời, quá nhiều, nó làm đến 5 năm nay rồi. Chở chim. Mai đóng bảo hiểm cho ông nhá. Ừ. Bố giờ này bố đi hăng lắm, bố đi từ từ thôi. Giàu nhất phố Xuân Khanh, nhà mấy cái nhà tầng con thì đi Nga đi Đức mà nào mà vẫn chịu khó nhất. Đi chậm thôi, chậm thôi. Đánh võng đấy. Các bạn mua những đôi chim non như thế này thì nó sẽ thất thuần các bạn. Về nó sẽ lên chim khách hoặc là sinh sản nó sẽ rất hiệu quả. Không bỏ trứng bỏ con. Đó. Nếu như các bạn tin dùng và muốn tìm thấy niềm vui từ những chú chim, các bạn có thể ghé thăm kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên YouTube và trên Facebook. Số điện thoại của mình là 0163 5305 982. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thao với cái địa chỉ cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là cái hiên mình bắn ở đây để mình treo phong lan và nuôi chim cu gáy. Đây lúa cho chim, 4 tải, 5 tải, 5 tải lúa cho chim, 5 tải lúa này thì 2 tuần là hết. Đây là chú chim khách nha các bạn nhé.